GoStream, nền tảng giúp các bạn tối ưu hóa livestream của mình. Phát livestream ở nhiều nơi như là Facebook, YouTube, Lazada, Shopee, Tiki, tất cả cùng một lúc. Sử dụng những video được dựng sẵn để phát như một livestream. Điều này sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được tối đa về thời gian và công sức. Còn chần chờ gì mà không tìm hiểu những tính năng của công cụ tuyệt vời này nhé. Bước đầu tiên để sử dụng nền tảng GoStream là đăng ký tài khoản. Bạn vào tên miền gostream.co. Nhấn bắt đầu. Điền mail của bạn. Sau đó vào mail để lấy mã xác thực để điền vào đây. Điền thêm thông tin cá nhân và nhấn hoàn tất là tài khoản của bạn đã đăng ký thành công. Đây là giao diện sau khi đăng nhập của GoStream. Trước khi livestream, bạn có thể liên kết tài khoản mạng xã hội vào GoStream. Nhấn tài khoản liên kết, ví dụ bạn muốn liên kết tài khoản YouTube, nhấn chọn YouTube. Chọn tài khoản. Nhấn cho phép. Vậy là tài khoản YouTube của bạn đã liên kết vào GoStream thành công. Sau khi đăng nhập và liên kết tài khoản thành công, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng livestream cùng lúc lên YouTube, Facebook và sử dụng tính năng playlist động nhé. Nhấn tạo livestream. Chọn thêm video để bắt đầu tạo danh sách phát. Để sử dụng tính năng playlist động, bạn cần chọn từ thư viện. Tải lên video mới hoặc sử dụng video có sẵn. Thêm những video bạn thích vào danh sách. Chọn chế độ lập và server. Chọn thời điểm đăng và thêm nơi đăng. Nhấn tiếp tục để hoàn tất quá trình cài đặt. Trong mục danh sách video, bạn có thể linh hoạt thêm hoặc loại bỏ video khỏi livestream. Và đó là cách sử dụng tính năng playlist động để tạo like cùng lúc lên Facebook và YouTube. Khi đăng và phát livestream bằng GoStream, các bạn sẽ đăng đồng thời lên YouTube, Facebook, các trang mạng xã hội khác, thậm chí là các trang thương mại điện tử. Vào thư viện video. Nhấn tải video. Chọn tải lên từ URL hoặc từ thiết bị của bạn. Chèn thêm chữ và ảnh vào video của bạn.
nhấn tạo video, nhấn phát, chọn chế độ lập và server. Chọn thời điểm đăng và nhấn thêm nơi đăng. Ví dụ bạn muốn livestream lên Shopee, vui lòng chọn biểu tượng Shopee. Vào Shopee Live, cài đặt các thông tin. Nhấn tiếp theo. Sau đó sao chép lần lượt URL, key và quay lại GoStream để dán vào các trường tương ứng. Nhấn tiếp tục để hoàn tất quá trình cài đặt. Khi GoStream hiển thị trạng thái đang phát, quay lại Shopee Live nhấn bắt đầu. Vậy là livestream của bạn đã được hiển thị trên Shopee. Tiếp theo tôi muốn giới thiệu với bạn một tính năng vô cùng độc đáo của GoStream, đó là thay đổi khuôn mặt trong video bằng trí tuệ nhân tạo. Bước 1. Đăng nhập. Đầu tiên, hãy đăng nhập vào trang chủ của GoStream. Bước 2. Chọn video. Nhấn vào thư viện video, bạn có thể chọn một trong các video đã tải lên trước đây hoặc nhấn tải video để tải video mới. Có hai lựa chọn, tải video lên từ một liên kết hoặc chọn từ thư viện của mình. Bước 3. Thay đổi khuôn mặt. Sau khi video được tải lên, chọn biểu tượng 3 chấm, sau đó nhấn đổi khuôn mặt và tải hình ảnh lên. Lưu ý rằng, ảnh cần chứa chính diện một khuôn mặt và một video đổi mặt được tính 50.000 go coi trên phút. Nhấn hoàn tất để tiến hành thanh toán. Nếu số dư go coi của bạn không đủ, vui lòng nạp thêm theo hướng dẫn sau. Chọn nạp go coi. Nhập số tiền. Lựa chọn phương thức thanh toán của bạn. Sau khi nạp thành công, quay lại thư viện video và hoàn tất thanh toán. Nhấn phát và cài đặt như bình thường để bắt đầu livestream với khuôn mặt mới của bạn. Và đó là cách sử dụng tính năng thay đổi khuôn mặt. Hy vọng bạn sẽ thích thú với tính năng mới này từ GoStream. Sau khi đã hoàn thành, chọn video phát và cấu hình phù hợp. Đến bước nơi đăng, tại mục thời điểm đăng, chọn hẹn giờ. Khi này sẽ hiện ra một tab để bạn có thể điều chỉnh thời gian đăng theo ý muốn. Sau đó chọn nơi phát livestream, ví dụ là Facebook thì nhấn chọn custom RTMP và chọn biểu tượng Facebook. Qua Facebook, nhấn video trực tiếp. Chọn phát trực tiếp. Ở mục khi nào muốn phát trực tiếp, nhấn chọn lúc khác và chỉnh sửa thời gian đăng. Lưu ý rằng bạn cần cài đặt thời gian ở Facebook sớm hơn lúc cài ở GoStream 5-10 phút. Sao chép khóa luồng và dán vào ô stream key ở GoStream. Quay lại Facebook, nhấn lên lịch phát video trực tiếp là đã hoàn tất cài đặt hẹn giờ. Như vậy, livestream của bạn đã được định giờ phát sóng rồi đấy. Với tính năng này thì từ bây giờ bạn không cần phải chờ đợi hay là lo lắng sẽ bỏ lỡ bất kỳ khung giờ livestream nào nữa.
truy cập vào trang chủ GoStream, tìm mục công cụ Marketing, chọn tăng mắt xem. Tại đây sẽ mở ra giao diện số lượng mắt ảo mà bạn mong muốn. Thời gian hiển thị mắt ảo. Sau khi hoàn tất chọn số lượng mắt và thời gian mua, nhấn thêm và tiến hành thanh toán. Số mắt ảo này sẽ tăng dần chứ không tăng đột ngột, cho nên thì livestream của bạn trông vẫn rất là tự nhiên. Bạn không cần phải lo lắng về điều này nhé. GoStream không chỉ là công cụ đắc lực trong việc livestream, mà còn là nơi kiếm tiền một cách hiệu quả. Bởi vì chúng tôi luôn trân trọng sự ủng hộ cũng như là yêu thương của các bạn. Tìm đến tab kiếm tiền ở thanh công cụ bên trái. Ở đây sẽ có 3 mục: Affiliate, mã quà tặng, đại lý. Affiliate. Affiliate là hình thức cộng tác nhận hoa hồng đến từ GoStream. Bạn sẽ nhận được một link Affiliate. Sau đó hãy chia sẻ link này đến bạn bè hoặc khách hàng của các bạn và hướng dẫn họ đăng ký. Sau khi khách hàng đăng ký thành công và mua gói cước lần đầu tiên bằng link Affiliate của bạn, họ sẽ được giảm giá 20% và bạn sẽ nhận được hoa hồng lên đến 20%. Hãy liên hệ ngay với GoStream nếu bạn có bất kỳ điều gì thắc mắc nhé. Mã quà tặng. Với mã quà tặng, các bạn có thể mua với số lượng lớn để nhận được chiết khấu cao, sau đó bán lại cho các học viên hoặc những người không thể thanh toán bằng tài khoản ngân hàng. Số lượng mã quà tặng mua càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được hoa hồng càng lớn. Đại lý. Trở thành đại lý của GoStream, đi nạp tiền và nâng cấp gói cước giúp người khác. Mức nạp hàng tháng càng nhiều thì chiết khấu và hoa hồng các bạn được nhận sẽ càng lớn. Còn chần chờ gì nữa mà không hợp tác với GoStream và nhanh chóng làm giàu nào? Nếu các bạn có bất kỳ điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với GoStream thông qua fanpage Facebook để nhận được tư vấn tận tình nhé. Để có thể sử dụng tối đa các tính năng cũng như là tối ưu hóa livestream của các bạn, hãy nâng cấp gói cước với mức giá ưu đãi đến từ GoStream và nhận lại được những tiện ích cao cấp hơn nhé. Vào website của GoStream, đăng nhập và tìm đến tab gói cước tại thanh điều hướng bên trái. Tại đây sẽ có 4 gói cước cơ bản với mức giá và các tính năng mở rộng khác nhau. Bạn có thể tham khảo và lựa chọn mức giá phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Nếu gói cước cơ bản mà GoStream đề ra vẫn chưa phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể chọn tự cấu hình gói cước ở phía dưới. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh các thông số kỹ thuật theo ý muốn. Hệ thống sẽ tự đề xuất ra giá tiền tương ứng. Vậy là bạn đã sở hữu trọn bộ bí quyết bán hàng livestream chỉ với một công cụ duy nhất. Hãy liên hệ ngay với GoStream nếu như các bạn có thêm bất kỳ điều gì thắc mắc, cũng như là gặp phải khó khăn trong quá trình thanh toán các gói cước. Đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn.